Thấy Hờ Hen Nie đi dép lào ngồi xe công nông, Vi Oanh nhận xét, Hờ Hen Nie không sống trong môi trường giáo dục nề nếp. Thưa quý vị và các bạn, cô không ngại diện lại trang phục dân tộc, đi dép lào ngồi xe công nông cùng bà con dân làng. Cô vui vẻ hòa nhập với đêm hội của buôn làng. Vi Oanh bất ngờ đưa ra lời nhận xét về sự bình dị của Hoa hậu Hờ Hen Nie. Có thể nói, Hờ Hen Nie là một trong số ít hoa hậu nhận được sự yêu mến của đông đảo mọi người sau khi đăng quang. Với sự bình dị chân chất, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới nhận được rất nhiều thiện cảm của công chúng trong nước lẫn quốc tế. Mới đây, ca sĩ Vi Oanh vừa gây chú ý khi bất ngờ đăng tải bài viết nói về Hoa hậu Hờ Hen Nie. Theo đó, giọng ca Đồng Xanh dành cho Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018 nhiều lời khen có cánh. Hờ Hen Nie là một trong những hoa hậu không làm màu. Nó thể hiện trong cách cô quay về với nơi mình sinh ra và lớn lên. Cô không ngại diện lại trang phục dân tộc, đi dép lào, ngồi xe công nông cùng bà con dân làng. Cô vui vẻ hòa nhập với đêm hội của buôn làng. Cô nhiệt tình nhảy múa, đốt lửa, ăn uống cùng đồng bào mình. Về đến nhà, cô vẫn phụ mẹ nấu cơm, vẫn xắn tay áo lên dãy cùng bố. Cô tự vác đồ đến từng hộ gia đình nghèo để tặng những phần quà trong khả năng của mình. Đồ cô mặc vẫn là những trang phục bình dân, không phải hàng hiệu xa xỉ như các hoa hậu khác. Người ta có cảm giác danh hiệu hoa hậu chỉ là ngôn từ được thêm vào trước cái tên của Hờ Hen Nie. Cho thật kiêu, thật ra, sự chất phác, hồn hậu và giản dị vẫn nhuộm lên con người cô. Hoa hậu Hờ Hen Nie nhận được nhiều tình cảm yêu mến của mọi người bởi sự giản dị của mình. Hờ Hen Nie không sống trong môi trường giáo dục nề nếp theo kiểu tiền học lễ hậu học văn của người miền xuôi. Cô phải trèo đèo lội suối lên nương làm rẫy, sống và làm bạn với núi rừng thiên nhiên. Cô hấp thụ được cái hào sảng mạnh mẽ man dại và tự nhiên của núi rừng. Vi Oanh viết, đơn giản, chân chất theo đúng hoàn cảnh, Hờ Hen Nie cũng trở nên vô cùng xinh đẹp sang trọng khi đi sự kiện. Kết bài viết, ca sĩ Vi Oanh còn chia sẻ một phát ngôn của Hoa hậu Hờ Hen Nie, chứng tỏ nhân cách sống ngay thẳng của nàng hậu Tây Nguyên. Cô từng bảo, tôi tự thấy mình hoang dã, không giống ai hết. Cái gì tôi cảm thấy không sai, không bị vô đạo đức là tôi làm hết. Tôi không sợ bị người khác nói thế này thế kia. Dù là hoa hậu, tôi vẫn ngoáy lỗ mũi ở nơi công cộng. Tôi thấy như thế là bình thường. Tính tôi tự nhiên như thế. Tôi không thảo mai được như một số người trong showbiz. Tôi là người rất thẳng tính, không biết nịnh nọt, Vi Oanh chia sẻ. Hờ Hen Nie tiết lộ chuyện khó khăn khi giao tiếp tiếng Anh tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Tại ký ức vui vẻ, Hờ Hen Nie cũng sẽ lần đầu nói về việc bị phê bình về khả năng Anh ngữ tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới và cách mà cô ứng phó khi không hiểu các hoa hậu khác nói gì. Tuần này, các nghệ sĩ Phú Quý, nhà thiết kế Đức Hùng, nghệ sĩ Chiến Thắng, ca sĩ Nguyên Vũ và diễn viên Khải Như sẽ cùng hội tụ với các đội trưởng từ các thập niên để tìm hiểu những ký ức Tết xưa. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Xuân Hinh cùng top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới sẽ cùng xuất hiện nhằm mang thêm hơi ấm ngày Tết đến khán giả. Khi Tết Kỷ Hợi gần kề, nhà nhà đang hối hả chuẩn bị cho một khởi đầu sung túc an yên, thì năm thế hệ nghệ sĩ Việt lại cận kề cùng nhau ôn lại chuyện cũ tại ký ức vui vẻ. Trong tập 5, 10 nghệ sĩ Bắc Nam sẽ cùng sứ giả ký ức Lại Văn Sâm lần tìm lại những phong tục tập quán cổ truyền ngày xuân. Mở đầu chương trình, lần lượt các nghệ sĩ Phú Quý, nhà thiết kế Đức Hùng, Chiến Thắng, Nguyên Vũ đã xuất khẩu thành thơ, sáng tác những lời vè, câu hát để chúc Tết khán giả. Thuộc thế hệ trẻ nhất nên Khả Như cũng chịu khó chơi trội nhất. Nữ nghệ sĩ sẽ rủ Thanh Duy để hát một bản hit mà Hoài Linh và Cẩm Ly từng trình diễn thành công. Chưa dừng lại, Thanh Duy, Khả Như còn bắt cóc Nguyên Vũ, Ốc Thanh Vân, làm náo loạn sân khấu ký ức vui vẻ với phiên bản biến thể Xuân Yêu Thương. Trong tập 5, các nghệ sĩ sẽ cùng nhau trải qua những thử thách, câu đố để tìm ra những sự thật về ngày Tết mà chính họ cũng phải bất ngờ. Khán giả sẽ được tìm hiểu về những vị thần ngày Tết như Sơn Trà, Quất Lũy, bí ẩn về sự xuất hiện của cành đào hay tuyệt chiêu trừ ma quỷ đến với trẻ nhỏ vào ngày đầu năm. Chính các khách mời Phú Quý và Chiến Thắng cũng sẽ phải phục diện trong những trang phục kỳ khôi, hóa thân thành những nhân vật cổ đại gắn liền với nếp sống và tinh thần nhân dân Việt Nam. Lần đầu tiên, khán giả sẽ được chứng kiến nghệ sĩ Chiến Thắng mặc trang phục rừng rú trên sân khấu.
Không những thế, các nghệ sĩ sẽ cùng nhau nấu bánh, bổ dưa như bao tập tục của một gia đình Việt nhiều thế hệ. Ngoài ra, những hình ảnh của ông đồ hiện đại chuyên ngoại ngữ cũng sẽ được mổ xẻ. Bên cạnh 10 nghệ sĩ chính ký ức vui vẻ, còn chào đón hai khách mời đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh và top 5 hoa hậu hoàn vũ thế giới Hờ Hen Nghê. Tuy không trực tiếp xuất hiện nhưng nghệ sĩ Xuân Hinh sẽ góp mặt trực tuyến để tâm tình về những ngày xưa thân ái. Ông cho biết mỗi dịp Xuân về thì những hình ảnh của tuổi thơ cơ cực lại hiện về. Vì quá nghèo, nghệ sĩ phải đi buôn lợn bán gà từ bé và dẫu cực nhọc nhưng Xuân Hinh vô cùng sung sướng vì chẳng ai cạnh tranh với mình. Thời gian này, dù điều kiện kinh tế đã khá giả nhưng Xuân Hinh vẫn bị ám ảnh bởi lợn gà ngày nào. Vua hài đất Bắc chia sẻ, ngày nay miệng lưỡi thế gian đáng sợ, điều gì cũng chê bai dìm hạ nên chỉ thích thời buôn gà bán lợn ngày xưa. Một tác phẩm kinh điển do nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh thủ diễn cũng sẽ được tái hiện trên sân khấu tuần này. Hờ Hen Nghê chính là sự xuất hiện gây hoảng hốt khác tại ký ức vui vẻ. Vừa gặp Hờ Hen Nghê, các nam nghệ sĩ đã nhanh chóng trầm trồ suýt xoa bởi nhan sắc mặn mà của người con gái núi rừng. Thế nhưng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân ngay lập tức xông lên sân khấu để cạnh tranh nhan sắc đọ dáng cùng top 5 hoa hậu của Hàn Vũ. Trong khi đó, nhà báo Lại Văn Sâm thì trầm trồ. Gặp Hờ Hen Nghê, tôi dám mạnh mẽ khẳng định, các anh cứ lấy vợ Việt Nam là đẹp nhất. Tại ký ức vui vẻ, Hờ Hen Nghê sẽ lần đầu nói về việc bị phê bình về khả năng Anh ngữ tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới và cách cô ứng phó khi không hiểu các hoa hậu khác nói gì. Ký ức vui vẻ, tập 6 phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 1 tháng 2 trên VTV3. Thầy dạy khách quốc từng tố Lê Âu Ngân Anh mua giải có đánh giá bất ngờ về Hờ Hen Nghê. Đánh giá của chuyên gia đào tạo hoa hậu người Philippines đồng thời từng là thầy dạy khách quốc cho Leo Ngân Anh Anjo Santos về Hờ Hen Nghê được rất nhiều người đồng tình. Trên trang cá nhân, Anjo Santos đã có những chia sẻ về thành tích của Hờ Hen Nghê sau khi đạt được giải thưởng Nhan sắc vượt thời gian do Miss Sociology bình chọn. Anjo Santos viết bằng tiếng Anh tạm dịch là: nếu trí nhớ của tôi đúng thì nữ thần Philippines là người đầu tiên giành được giải thưởng Nhan sắc vượt thời gian. Hờ Hen Nghê đã chiến thắng, trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử có được danh hiệu này. Chúc mừng Việt Nam, đây là lịch sử. Anh đã dành cho em những tràng vỗ tay lớn, vĩ đại. Chúc mừng nữ hoàng thật sự của Việt Nam. Một ví dụ hoàn hảo về chiến thắng với sự tự trọng. Các bạn là niềm tự hào chân chính của Việt Nam. Vẻ đẹp của bạn tỏa sáng bên kia vũ trụ. Xinh đẹp, sang trọng, nữ hoàng, công bằng, trung thực, đáng yêu. Thật tự hào khi là thầy dạy của hai nữ hoàng. Khác hẳn Lê Âu Ngân Anh, Anjo Santos đã hết lời ca ngợi Hờ Hen Nghê và cho rằng kết quả này là hoàn toàn xứng đáng. Được biết, huấn luyện viên lừng danh này từng là người dạy Hờ Hen Nghê khách quốc trong vòng 1 tháng và hết lòng ủng hộ cô trên hành trình dự thi. Bên cạnh Santos, Hờ Hen Nghê còn hai người thầy Philippines khác. Những người đã giúp cô chuẩn bị cho vòng phỏng vấn và phần thi ứng xử. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện ngắn ngày, Hờ Hen Nghê cũng từng gửi lời cảm ơn đến người thầy của mình. Từ tận đáy lòng tôi cảm ơn thầy Anjo Santos, Hờ Hen Nghê biết. Thế nhưng, sau khi học trò Lê Âu Ngân Anh đạt danh hiệu Á hậu 4 tại Hoa hậu Liên lục địa, Anjo Santos lại tố học trò mùa giải, biết trước câu hỏi. Đáp lại, Ngân Anh cho biết. Sau khi theo học người này, cô tiếp tục tìm đến hai chuyên gia sắc đẹp ở Philippines để bồi dưỡng những kỹ năng nâng cao. Và việc cô theo học những thầy giáo mới tại Philippines có vẻ như đã khiến cho Anjo Santos không vừa mắt. Có thể vì sân si đố kỵ nên huấn luyện viên này liên tục đăng status thể hiện thất vọng cũng như biện tố cô mua câu trả lời ứng xử. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.